Đi cầu vòng quốc Catinat hot rần rần bữa giờ mà nay mới được thử. Bữa mới rời xa Sài Gòn có 7 ngày thôi mà thấy rần rần cái vụ đi cầu vòng này quá trời. Phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ rồi shipper đặt phải 1-2 tiếng mới có. Nghe nói là bán tới Tết lận cho nên đâu cần gấp đâu hen. Nay dịch đi chi nhánh Catinat ngay chợ Bến Thành luôn, vắng que không ai xếp hàng hết trơn. Vô một cái là mua được liền. Đây mà phải công nhận cái ly cầu vòng này đẹp thiệt sự luôn á ha. Có được đi này á các bạn phải mua nước size L nha. Dịch mua một ly có đá, một ly không đá nè. Tính ra cái ly không đá nó lên màu đẹp quá trời đẹp luôn á. Mà có một điều không hiểu là tự nhiên cái ly này có cái nắp bằng đẹp lắm, có thể tái được sử dụng. Mà mấy bạn nhân viên không có đậy nắp đó cho dịch mà đậy cái nắp cầu gì nè. Nhìn xung quanh ai cũng có nắp bằng hết trơn. Buồn gì đó.